Hello và xin kính chào toàn thể anh em. Thì tiếp tục được sự ủy thác mình giao bán hai con thiếu lâm quyền gọi là nguyên tử đây. Dành cho đây, nói chung là những thiếu lâm quyền này thì chỉ như ông Lào gọi là đại gia thì ông ấy xuất về thôi. Đấy, thì anh em nào trong những anh em mà đang xem clip mà anh em nào mà có nhu cầu thì có thể múc em nó về. Thiếu lâm quyền không khác gì xa lạ rồi, không xa lạ quá nhiều. Hai thiếu lâm quyền này bên server Thiên Long của Vinagame. Thì không nói nhiều nữa, mình vào đến vấn đề chính luôn. App này có bet tôi xin mấy cái ông xe tải ngoài đường luôn. Bet phá địch này, tốc độ xuất chiêu này, phá địch vô cụ đầy đủ anh em khỏi bàn luôn. Có cả bet bạo kích luôn. Tỷ lệ sát thương giảm nửa, tăng vô cụ và phá địch vô cụ, nói chung là không thiếu thứ gì. Bet chuyển sinh 10 cấp 95, võ thánh và nguyên soái. App này đang quân hàm nguyên soái cho anh em nào thích. Và rất nhiều hiệu luôn, thiên toàn, thiên quyền, thiên su, thiên cơ, ngọc hàm, 5 hiệu luôn, đủ chất để BK luôn. Áp thì mạch 6, full mạch 6 đi theo bạo kích luôn anh em ạ, đã đạt tầng cao nhất luôn. Đấy, rất là kinh khủng. Mình ok về thông tin thì áp này là ba la la thì anh em quá là quen thuộc rồi. Đổi tên thì thành ngũ AK. Về lượng đêm thì là 18k. Trang bị như sau. Đó là vô sao truyền thần. Cái này thì hai đá 7. Đá 7 là đá tốc, và một đá 6 là giảm thọ thương. Áo vô song chiến thần full đá 7 luôn rồi. Vâng, cái set vô song chiến thần này mới tẩy lại đêm anh em ạ. À quên, mới tẩy lại cái phần sát thương thành công kích nội công. Nhưng mà theo quan điểm của mình thì mình thích sát thương hơn. Nói chung là nếu mà anh em nào có mua về thì cũng có thể tẩy thành sát thương tăng 1000 ba món xuống cho lộc phê cũng được. Tùy, cái này là tùy, có thể tẩy đi thoải mái. Ngọc Thanh Long Tướng, Ngọc Thanh Long Tướng full đá 7 đây. À cái quần thì một đá 7, hai đá 6. Cầm ngọc full đá 7 đi bạo kích này. Bạo kích nói chung là cao nhất của thiếu lâm quyền Thanh Long Tướng rồi. Ok, thì mình sẽ mở rộng cho anh em xem cho nó dễ dàng để biết là khảm đá gì. Đây, full đá 7, đá 9 này. À quên, là để bảo kích đá 9 này. Bao tay đi theo sát thương. Cũng full đá 7 luôn. Tín vật mắc 15 chắc chắn rồi. Áo ngoại trang điểm bảo kích luôn. Để anh em mà muốn mắc bảo kích thì đeo cái này lên này, 266 điểm. Vâng, có thể nói là 266 điểm là mắc bạo kích của hiện tại thiếu lâm quyền hiện tại rồi. Giảm văn sức cấp 3 đương nhiên rồi, chuẩn hệ, đủ hệ và phá địch này, vô cụ này, không thiếu thứ gì. Nói chung là áp đầy đủ anh em. Nếu có nhu cầu ấy, thực sự ấy, thì chỉ việc múc về là đi BK thôi. Sắc kim xà 6 này, tẩy full bạo kích 24 và phòng thủ bạo kích 38 vàng hết luôn. Cực đẹp luôn. Nhưng mà tiếc đó là thiếu rất là nhiều nội lực, toàn là linh hoạt. Anh em thấy là các cái dòng thứ 5 đấy mà đổi thành nội lực thì ác này sẽ khả năng là gần full 3k nội công, nó sút rất là phê luôn. Nhưng bởi vì chủ ác lại đi theo cái kiểu đó là tẩy full bạo kích để sút lên bạo kích, sút lên đêm vàng cho lại. Do vậy là sẽ không lấy được cái dòng nội lực ở giữa. Nói chung là tẩy dòng nọ thì mất dòng kia. Mật tịch gì đây, 4 phụ lục và mật tịch thì quá là rõ ràng rồi, 109%, 7 thai, cao nhất của thiếu lâm quyền rồi. Hiện tại thì trong võ lâm 2 thì cũng có một vài thiếu lâm, thế nhưng cũng còn một thiếu lâm quyền nữa 109%. Nhưng mà nếu mà nói về ác tướng và ác mà gọi là vô song chiến thần thì thiếu lâm quyền này là cao nhất rồi. Đấy, tiến cấp anh em thấy là cũng tương đối là bảo kích cũng thêm 80 rồi. Báo vàng vĩnh viễn. Tiến cấp ở vũ ảnh cước mắc rồi này. Nội công này nói chung là 4 dòng mắc rồi. Xét thanh long tướng cho anh em luôn. Thanh long tướng, full thanh long tướng. Nón là full đá 7, lẻ áo là một đá 7, hai đá 6. Quần full đá 6. Ok, mình sẽ thu lại, nhỏ lại màn hình. Ok, mình sẽ mở 2, 3.
Thì ở đây trong đây có cả ngọc soái này, áo lổ tướng, nón hoặc phụng tướng luôn. Vâng, nón hoặc phụng tướng luôn. Ác này thì tiền thân BKV 1102. Đây xe kim xà lăm này, kim xà tướng này, nói chung là không thiếu thứ gì luôn. Ác này có hai xe kim xà lăm luôn anh em ạ. Phòng thủ bạo kích này, nói chung là mặc khóa ác thì là quá đẹp rồi, không cần phải nói. Phiếu cho anh em đổi hiệu này rất nhiều, 35 linh phách đơn. Đấy. Đồ đạc ở trên dương nói chung là không thiếu. Xem mình xem tủ áo có cái gì nhỉ. Tủ áo thì vâng, cực kỳ là nhiều ngoại trang luôn. Thú cưỡi có kiếm này, ngư vọng, chiến xe tần thỏ này, kỳ thú này. Vâng, rất nhiều. Thì thiếu lâm quyền này, tổng kết lại thì nói chung là một thiếu lâm quyền thanh long tướng thì đồ chơi đồ đạc và đầy đủ không thiếu. Sạc búp luôn. Chuyển sinh 195, đang quân hàm nguyên soái. Trang bị ở vô sao chiến thần, đá 6, đá 7, nói chung là full rồi. Đấy. Xe văn sức cộng 15, có cả hai văn sức vô cụ phá địch cho anh em thay đổi liên tục. Mật địch gọi là ngon nhất, có thể gọi là ngon nhất võ lâm 2 của thiếu lâm quyền. Có một thiếu lâm quyền nữa 109%, mà tại sao mình lại nói ngon nhất? Bởi vì không chỉ là về chỉ số bằng với chỉ số thiếu lâm quyền kia, mà cái thứ hai đó là cái độ tiến cấp. Cái độ tiến cấp mật tịch này thì gọi là rất là ngon này, cũng gọi là tương đối là ok rồi. Đấy, đấy kim xà gọi là mắc rồi, anh em chỉ việc có múc về BK là ok rồi. Đây mật tịch là tụ khí đây, tiến cấp vô cụ trên 8 điểm luôn, có cả yếu quyết cao cấp, tấn thất bảo chiếu pháp, tụ khí 10, hai tụ khí trên một lần tụ khí. Vâng, thiếu lâm quyền này ra đi với giá ôn ác đó là 140 củ, tức là 140 triệu đồng. Nếu mà anh em nào mua lẻ xác đó là 75 triệu đồng. Đấy. Mua lẻ xác thì sẽ mặc như thế này này. Đấy, cho anh em BK full thanh long tướng. Đấy. Mặc như này là cho anh em BK full thanh long tướng luôn. Thì lúc đấy anh em có thể thể lại kim xa lấy các dòng nội lực. Còn không thì anh em sẽ đeo vô song truyền thần đi BK nếu mua ôn ác. Đấy. Ôn ác là 140 triệu, còn không mua vô song chiến thần thay long tướng thì là 75 triệu. Ok, thì đây là ác thứ nhất. Là ác thứ hai thì mình lại giới thiệu lại vào hôm nọ ác này qua video rồi, nhưng mà anh em có thể anh em chưa rõ mình quay lại thôi. Vâng, ác này thì là gà vô đối cũ, vô cụ phá địch đầy đủ không thiếu. Nói chung là ác tướng thì anh em nên hiểu rằng là đồ đạc đồ chơi thì không thiếu thứ gì. Ác này cũng là full hiệu luôn, không thiếu hiệu gì cả. Mạch cũng bắt đầu mạch 6 này. Trang bị thì ác này là gần full đá 7 này. Ác này thì mới cộng văn sức lên cộng 15 anh em ạ. Cái đợt mà mình quay bán thì là đó là cộng 11. Này lón full đá 7 này, áo full đá 6, quần full đá 7, ngọc full đá ở mấy đây, đá 7, điểm bảo kích giống như ác Balala thôi, ác Balala cũ và sát thương. Nhiều anh em cứ đọc bảo mình là Balala, đọc tiếng Anh cứ đọc thế mình Việt hóa cho nó nhanh, ngượng hết cả mồm anh em. Đây thì sát thương tăng 200, kỹ thuật 15, riêng con này đi theo hướng hồ tử nhá, châu phết anh em ạ. Mật địch thì không thực sự là tôi xin mấy cái ông xe tải luôn. Mật địch 101%, 4 phu lục 9 thành, tiến cấp gọi là mắc binh trừ vô cụ thôi. Vâng, như một cái AGMC vậy. Kim xà 6 này, huy chương,
và dày. Lăng Ba Tiêu Giang mới thay. Chả thiếu thứ gì. Đây có cả Evan cho anh em ăn luôn này. Ok, mình lại thu nhỏ lại cho nó dễ, cho anh em nhìn cho nó dễ. Nói chung là đồ đạc ở trong dương, những cái đồ hào hiệp phố hạ. Ở đây cũng có hai món kim xà lăm, giày hai cái kim xà lăm. Cái đi theo sinh lực là cái này đi theo cái đi xuất chiêu, một cái này đi xác suất giảm người tỏ thương. Huy chương kim xà lăm. Áo choàng. Nói chung là đầy đủ cho anh em. Lác liếc đầy đủ. Đấy, anh em thích một trong hai thì độc quyền. Cái này thì có 30 linh phách đơn rồi. Dư hai sách phá địch cho anh em. Vâng, nói chung là quá đẹp cho một thiếu lâm quyền rồi. Vô cụ 666 đi, rất đẹp. Vâng, thì lắc này thì tiến thân gà vô đối ra đi với giá đó là 90 triệu đồng, 90 mét. Anh em có thể thấy tiến cấp mắc tất cả các dòng trên rồi, chỉ còn vô cụ chưa mắc thôi. Thì nói chung là anh em nào mà kết, anh em nào mà có thể là chơi lại gì đó mà muốn thưởng thức một trong những thiếu lâm quyền thanh long tướng thì có thể liên hệ ngay. Balala cũ vô song truyền thần là 140 triệu, thì còn bỏ vô song truyền thần đi là 75 triệu thì xác, còn ác này là 90 triệu. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ clip của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.